Thưa quý vị, trong suốt những đợt dịch COVID-19 vừa qua, dù tuổi đã cao, song các hội viên người cao tuổi, đối tượng được cho là dễ bị lây nhiễm, luôn mang trong mình tinh thần thép, lăn xả, xông pha làm việc và hỗ trợ người dân hết mình. Bà Trần Thị Sen, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 20, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ là một tấm gương tiêu biểu như vậy. Hơn 20 năm công tác tại chi hội, bà luôn được người dân yêu mến và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Bà Trần Thị Sen, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 20, phường Khuê Trung, năm nay tuổi đã gần 60. Song, với những hoạt động phong trào của chi hội hay địa phương, bà đều tích cực tham gia. Với những chủ trương của đảng, nhà nước và thành phố luôn được bà Sen nắm sát kỹ. Trong những đợt dịch, bà Sen không ngại vất vả, cùng với các hội viên chi hội thường xuyên kéo loa di động đến từng điểm trong khu dân cư để tuyên truyền hướng dẫn người dân hiểu rõ và thực hiện đúng theo những chủ trương này. Thì nói chung của người mình có tâm thì làm việc, thứ nhất, có tâm có tầm nhưng mà có dự tính nữa. Khi mà mình đã có dự tính rồi á, thì đó là cái điều quan trọng. Mình có khó khăn đi thế nào nữa thì cũng có sự hỗ trợ của các chị trong ban cán sự. Chứ mình tôi thì nói thì cũng không có giỏi chi đâu. Đồng hành cùng tôi để mà hoàn thành nhiệm vụ. Những mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khuê Trung tổ chức, bà Sen gõ cửa từng nhà triển khai xuống cho các hội viên. Gần đây nhất với mô hình nhật trình an toàn mùa dịch là sổ ghi chép lịch trình di chuyển của người dân để phục vụ công tác điều tra dịch tễ của địa phương. Bà Sen đã đến tặng nhà người dân để giới thiệu về mô hình và chỉ dẫn họ ghi chép tận tình. Công tác trong cái mùa dịch này thì không thể nói là năng nổ nhiệt tình mà phải dùng cái từ là lăn xả. Đó, hàng ngày là chị lăn xả đi tìm những cái nguồn lương thực, thực phẩm tươi ngon bổ rẻ để cho nhân dân có được trong cái mùa dịch này. Thế đồng thời nữa là từng cái kim, từng sợi chỉ, vì do giãn cách xã hội mà cho nên là từng cái kim, từng sợi chỉ của nhân dân mà ai kêu tới là bất kể ngày đêm giờ giấc nào chị cũng là có mặt để phục vụ cho nhân dân. Ngoài tham gia phòng chống dịch, bà Sen cùng các hội viên xây dựng nhiều mô hình hoạt động cho chi hội phụ nữ và địa phương như tủ đồ từ thiện, phân loại rác thải tại nguồn, hỗ trợ cho chị em khó khăn hay đau ốm, vân vân. Với sự tận tâm nhiệt huyết của bản thân, bà Sen cùng chi hội của mình đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Bằng khen, chứng nhận của bà còn dài hơn cả số năm tháng bà công tác tại chi hội. Mặc dù là chị Sen, là bản thân chị Sen là năm nay đã gần 60 tuổi, thì chị vẫn cái nhiệt huyết trong chị thì vẫn giống như ngày đầu. Thì đến nay thì hội viên trong chi hội là tin tưởng và luôn thương yêu chị. Nói chung là mọi chủ trương khi mà chi hội triển khai thì hội viên đều đồng thuận. Với những hoạt động của chị thì chị cũng đã đóng góp rất lớn cho cái khu dân cư cũng như là cái hoạt động hội của địa phương. Bà Sen chia sẻ, mặc dù bản thân đã lớn tuổi, có thể ở nhà để tận hưởng tuổi già, nhưng sau bao nhiêu năm gắn bó với chi hội, bà vẫn muốn tiếp tục công việc. Chính lòng đam mê và sự tin tưởng, ủng hộ từ hội viên, người dân, nên bà luôn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng cống hiến cho đến khi nào bản thân không làm được nữa mà thôi.